Dạ, em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Sắt Đức Thắng đó bà con. Cái này em lên em xả cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo em. Bên này là tối ngày 21 tây tháng 8, em với những chiến binh cuối của em nè. Thừa trai đẹp sao em mê trai mỗi lần nào em cũng nhớ trai đẹp hết trơn hay là về già muốn đổi máu không biết nữa. Bây giờ em sẽ quay thật là kỹ cho cô chú mình nhìn cái máy này ha. Vì cái này em xả, cái này nói thật lòng với cô chú là cô chú nào mà có biết chút về máy ha, bị bên em lúc này là còn có nên thừa làm mà cô chú ơi, nên để mở ra kiểm tra thì cũng được nhưng mà nó lâu. Cái này em bán về cho anh em, đặc biệt là anh em nào mà có tay nghề hoặc là biết chút chút về máy ha, thì cô chú hãy tham khảo. Cô chú tham khảo rồi cô chú nhắm thấy được thì cô chú hãy mua nha. Còn nếu mà thông thường, nếu mà tay ngang thì em cũng nghe em nói thật sự à, bán thì em rất là cần bán đó, nhưng mà nếu mà cô chú tay ngang á, thì cô chú có nghe thật là kỹ xác định được cô chú mua. Đây trước tiên là đầu tiên cái máy này là EG50 nè, số series của em nó là 5305. Cái ly dầu thì nó đục ngầu luôn nè, em nhìn không thấy gì trong chứ, bị về là nó đã chạy sẵn rồi, bên em không có can thiệp gì hết. Nhưng mà nãy em thừa quay lên thì em nghe cái tiếng nó kêu, nó hơi kêu kêu gì ở trong á. Còn cái gon này cô chú nhìn thấy không, là cái gon này em nhìn thấy là chắc có cái dấu mở rồi nè, bị về bên em nó chạy rồi, rồi bên em không có can thiệp, không có đụng chạm gì trong nè. Chung là máy người ta đã sơn phủ nhưng nó vẫn là máy bảy nè cô chú, là máy bảy. Nhưng mà chắc có lẽ là cái người này người ta chắc nghèo hoặc là dân trong nghề gì, cái sơn là lẹt gì. Còn số máy thì người ta không có vậy, đã có sao người ta để vậy. Nhưng mà được con cái nó là dòng Kubota này, là nó EG50. Thằng này là bê tông nó tới 80 ly cô chú. Nếu mà nói về cái sức mạnh của nó thì nó bằng cái đất 80 mình á. Công sức nếu mà cô chú bơm cái bơm nước cái 80 sao thì nó y bon vậy đó. Bu ly thì nó bị gãy nè, nó còn không chớp gì. Em bán theo hiện trạng gì luôn hen, mà em cũng xả nó luôn. Đó, mặt sau nó gì nè. Bên em khi mà nó về là hoàn toàn mình không có can thiệp gì bên trong. Đó, rồi giờ em nhờ rồi quay rồi cô chú nghe thật là kỹ rồi, rồi cô chú nhận xét, hoặc có thể nếu mà cô chú có chỉ em không biết kinh nghiệm chỗ nào cô chú chỉ em nha. Bây giờ là nguyên cái tiệm gì có nên mình thừa nè cô chú, máy gì nhóc ở chân mà có nên thừa làm à. Nó
hai cành cây luôn, nhưng mà nó vô cọc để nó về nó chạy thẳng theo em, nó bỏ ra cái nước thì mau cái nước rồi vô. Giờ em xin nói lại lần nữa cô chú. Thứ nhất là khi cái máy này nó về là bên em không can thiệp gì hết, nó đã tự chạy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái chỗ mà cái đổ hơi nè, cô chú nhìn nó khui ăn vậy nè, đó, nó hoàn toàn không có đổ hơi cột cây luôn. Nhưng mà mình phát máy lên chạy thì nó hơi kêu cọc 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 cọc, là em không có biết nó là cái hiện tượng gì. Thì nãy giống như em chia sẻ với cô chú là nguyên cái tiệm này có nên tự làm nè. Đó, mấy em trai như trai đẹp á, là đóng chân nền được, cái mấy cậu cháu em đóng chân nền được. Với hiện tại thì rửa lớp bê đều được, mình không có làm được, nói chung là nhân công không có đó. Rồi nên bây giờ cũng không có mở ra khám phá ra được. Rồi bây giờ em cũng xin báo giá cô chú mình nha. Hồi nãy em cũng có chia sẻ cô chú nào trong nghề thì cô chú mua về làm thêm. Còn cô chú nhắm mua về nó chạy ok được thì cô chú tham mua ha. Cái giá là em giá em xả. Cái này bữa nay em bán lỗ lên cho cô chú này, dùng chỗ bán lỗ cô chú là 4.7 em bao ship. Bị cái phí mấy này là chở nó hơi nặng nè. À, nếu mà cô chú mà tự vận chuyển tự chở thì em trừ cô chú là 450 ngàn. Là còn 4.250 cô chú là cua tay G50 bê tông 80 ly, cam lực bằng cá đớt 80 của mình á. Rồi cô chú nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video ở đây nha cô chú. Chào cô chú. Cảm ơn anh Thừa. Anh em nghe gì?